Ok Chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé Mọi người xem video mọi người thể ấn và ủng hộ mình bằng cách like video mọi người nhé ờ, Một số anh em mà chúng ta chưa có tài khoản của sàn giao dịch Thì chúng ta có thể xuống phần mô tả của video và chúng ta có thể đăng ký tài khoản của sàn giao dịch Binance để chúng ta giao dịch nếu như mọi người có tài khoản của sàn giao dịch Binance rồi thì mọi người có thể đăng ký thêm tài khoản của sàn giao dịch OKX và anh em nên đăng ký thêm nhé. Em chia vốn ra cho an toàn và an tâm. À, thì link đăng ký thì mình có để ở cái phần mô tả của video này rồi. Có ngoài sàn Binance mà sàn OKX ra thì anh em có thể đăng ký thêm sàn Bitget hoặc là Bybit thì cũng sẽ được bên mình support anh em về sau này. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm và có thể đăng ký mọi người nhé. Ok, quay trở lại với cái thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 6 khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em Thì thời điểm hiện tại thì Bitcoin của chúng ta đang giao dịch ở mức 68.400 đô Và trong cái phiên sáng ngày hôm nay thôi Thì anh em mà chúng ta follow biểu đồ và chúng ta follow thị trường thì chúng ta thấy rằng một cái điều rằng đó nha Bitcoin ở trong cái phiên sáng ngày hôm nay thì nó có một cái nhịp rơi về cái vùng 68.000 đô thì thực ra là cái vùng 68.000 đô này nó chính là cái vùng giá mà trong cái buổi tối ngày hôm qua Khi mà mình like với anh em và mình có chia sẻ với anh em thì mình có nói rồi đó là nếu như Bitcoin của chúng ta nó tạo một cái đà tăng ngay ở công giá này Thì thực sự nó không đẹp Đó thậm chí là trong cái ngày hôm qua thì khi mà thị trường nó đang rất là, rất là xanh đúng không ạ Vì trong ngày hôm qua lúc mình like với anh em khoảng 10 giờ thôi Thì thị trường nó rất là xanh lên đây Thì mình có chia sẻ với anh em một cái điều là thị trường nó xanh như vậy thì nó không có đẹp mà chúng ta sẽ có một cái vùng sideways sideways sau đó thị trường của chúng ta nó rớt về cái vùng 68 ngàn đô này thì như vậy nó sẽ là một cái kịch bản đẹp nhất thì cái này là trong cái buổi live tối ngày qua thì mình vẫn mình chia sẻ với anh em chứ không phải là bây giờ thị trường nó chạy rồi sau đó thì mình lại nhận sau đó mình nói đâu thì sáng nay thì mình có cắt một cái video ra đây thì mọi người có thể xem lại đây bây giờ bây giờ bitcoin nó phải đi ngang tí anh em ạ bây giờ ông bitcoin này đừng tăng anh em ạ bây bitcoin nó chỉ đi ngang thôi hoặc là bây giờ bây giờ bitcoin nó đi ngang ấy mọi người đấy bây giờ bitcoin nó chỉ đi ngang này thôi chứ ông mày tăng không đẹp đâu thì hy vọng là nó giảm tí cũng được anh em thôi phá đáy tí đi làm cho nhịp xuống đây này đấy đi ngang đi ngang nó giảm cho cái quả số sáu tám ngàn thì là đẹp nhất xem nó có đổ được dòng tiền sang ăn coi để ăn coi season đấy không đây nếu mà thế đẹp hơn chứ còn tầm này nếu mà nếu mà tầm này mà bảo là để mà ăn bitcoin nó tăng giá thì mình cũng không thích Tại vì nếu mà Bitcoin tăng giá thì ăn dòng tiền nó không đổ sang ăn coi được Mà bây giờ muốn dòng tiền đổ sang ăn coi thì Bitcoin nó phải đứng yên Ít nhất nó phải sideways hoặc không thì nó bị hút Nó bị hút máu ấy, nó bị giảm nhẹ Đấy Thì theo mình là nếu mà muốn có dòng tiền đổ sang ăn coi thì Bitcoin nó cần đứng yên hoặc thậm chí là giảm nhẹ Thì nó mới có dòng tiền đổ sang ăn coi được thì đây chính là cái video mà trong cái ngày hôm qua thì mình có chia sẻ với anh em rồi đó nhà cái việc mà bitcoin của chúng ta nó tạo một cái đà đẩy lên ngay thì thực sự nó không có đẹp mà chúng ta cần có một cái đoạn là Bitcoin đi ngang thậm chí là Bitcoin nó phá qua cái đáy cũ này về vùng 68.000 đô và trong sáng nay thì Bitcoin chúng ta nó đã về vùng 68.000 đô đúng theo cái kịch bản và đeo đúng cái plan của mình rồi thì khi mà Bitcoin của chúng ta nó giảm về cái vùng 68.000 đô thì anh em hỏi mình rằng là anh ơi thế tài khoản của anh hay là nhóm của anh thì mọi người có âm hay không và mọi người có đang bị lỗ hay không thì câu trả lời là nhóm của mình vẫn đang gồng lời mọi người nhé <laughs> Thứ nhất là nhóm của mình thì cái thời điểm trước thì chúng ta bắt được một cái con sóng đánh Bitcoin từ cái vùng 60.000 đô đánh lên vùng trên này. Và chúng ta có một cái sóng đánh thứ hai đánh là đánh từ vùng 66 56 57 và 60 61 chúng ta đánh lên trên này. Và cả hai cái sóng này thì tài khoản của nhóm mình vẫn đang lợi nhuận rất là lớn. Ở hôm nay nó có nó có giảm thì có là tài khoản mất đi một chút lợi nhuận thôi chứ không phải là đang lỗ anh em nhé Và từ trên này nó giảm về đây thì mất đi khoảng 5%. Thì trước đây là ở cái vùng 72.000 đô thì nhóm mình đang lời khoảng 30 35% thì bây giờ nó bị tụt đi mất đi khoảng 5% cái lợi nhuận thì bây giờ nhóm của mình vẫn đang duy trì và đang có một cái lợi nhuận rất tốt và tính từ cái vùng giá mà trong cái thời gian vừa qua mà thị trường nó chạy thì nhóm mình B vẫn đang giữ một cái mức phong độ tăng trưởng là x3 tài khoản và tổng tài khoản tổng cái danh mục đầu tư ấy, thì hiện tại nó vẫn đang x3 Đấy, cộng thêm cái việc bắt đầu gọi đáy này có thế nên là nhóm của mình vẫn đang gồng lời thôi chứ không có gồng lỗ chứ còn xu hướng bitcoin thì nó chạy theo cái plan của mình có nó về cái vùng 68.000 đô nó chạy theo cái plan của mình nó về cái vùng giá này để nó tạo một cái vùng giá để cho có thể ăn coi nó có sự hồi phục thì mình đang khá là kỳ vọng là trong cái tháng 6 này mình đang khá là kỳ vọng là trong cái tháng 6 này thì bitcoin của chúng ta nó vẫn tiếp tục nó chạy ngang thậm chí là vẫn có thể giảm nhẹ thêm một chút nữa xuống cái vùng giá bên dưới này nó hoàn toàn bình thường thậm chí là bây giờ cái việc mà bitcoin có thể đẩy xuống cái vùng giá thấp hơn này thì nó vẫn có khả năng nhé. thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở cái vùng giá gần đây nhất là vùng đâu đấy khoảng quanh vùng 66 000 đô thì chúng ta sẽ có một cái vùng này nếu mà bitcoin nó về được thì cũng không sao cả thậm chí là nếu như vừa ngập nó phá được thì mình vẫn nói với anh em rồi bitcoin vẫn có thể giảm và có thể tạo đà về những cái vùng giá thấp hơn bên dưới Đấy, thì thậm chí là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ quan trọng nữa của bitcoin ở cái vùng giá bên dưới là vùng 60 000 đô đấy thì chúng ta quan sát giúp mình nhé về xu hướng dài hạn thì mình vẫn ủng hộ cho cái việc thị trường nó lên nhưng mà trong ngắn hạn cái việc mà thị trường nó tạo ra những con sóng rũ người chơi hay là những con sóng đuổi người chơi nó là hoàn toàn bình thường và anh em chúng ta cần phải tính toán phân bổ vốn thì thực ra là NC của mình hay là những anh em ở trong nhóm vip ấy thì cái điểm vào hàng cũng như là cái điểm chúng ta lên tàu nó quá rẻ rồi và bây chúng ta vẫn đang gồng lời thôi thì mình kỳ vọng là cho dù thị trường trong tháng tới nó có giảm những cái nhịp về dưới này hay có giảm sâu hơn nữa ấy. thì mình vẫn kỳ vọng là sau này bitcoin nó sẽ sớm quay trở lại mốc bên trên là mốc tám mươi đô thì đấy vẫn là một cái mốc mà tầm nhìn của mình nó dài thậm chí là bitcoin có thể đẩy lên cái vùng trên cao hơn là vùng 100 trăm đô đó thì mình đang khá là kỳ vọng là trong cái thời gian tới thì bitcoin có thể tạo ra những cái phiên rũ người chơi này tạo ra những cái phiên rũ người chơi này sau đó khi mà nó rũ người chơi xong ấy khi mà chính thức thị trường nó rũ người chơi xong thì nó sẽ đẩy lên lại sóng và nó sẽ tăng trưởng lên là vùng 80 mươi ngàn thậm chí chúng ta sẽ kỳ vọng là 90 mươi ngàn hay một trăm ngàn đô thì theo như mình thì cũng không phải là quá khó với bitcoin trong cái thời gian tới Thế là những anh em nào thực sự mọi người vẫn đã và đang mua được giá rẻ của mình với mình từ ngày xưa thậm chí là ngày xưa mình đã từng côn anh em qua lên tàu đúng không ạ thậm chí là ngày xưa những anh em mới biết đến mình sớm ấy thì mình từng côn anh em lên tàu vùng 16 17 ngàn đô ở vùng 22 ngàn hay là vùng 25 đến 30 ngàn đô này thì tất cả những cái vùng giá này tất cả những cái vùng giá này thì nó đều mang lại cho mọi người một cái mức lợi rất lớn nhóm của mình thì trung bình anh em đánh thì tăng trưởng khoảng trên dưới 3 lần của anh em thậm chí tăng được nhiều hơn Thế nên chúc mừng mọi người chúng ta đồng hành với mình trong cái thời gian vừa qua chúng ta vẫn có một thành quả rất tốt và chúng ta vẫn đang duy trì được một cái lợi nhuận khá là ổn. Kỳ vọng tháng 6 này của mình thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái dòng tiền đổ sang Ancoin để kéo cho Ancoin hồi phục. Tất nhiên là thời điểm này nếu anh em mà chúng ta đánh Ancoin thì chúng ta cũng không nên vội vàng quá, chúng ta có thể phân bổ dần dần, chúng ta có thể phân bổ từ từ. Nếu mà anh em nào mà chúng ta đánh cẩn thận chắc tay thì chúng ta có thể phân bổ 2-30%. Nếu mà anh em mà chúng ta chơi mạnh tay hơn một chút thì chúng ta có thể 30-50% Thì anh em nào mà thậm chí là anh em nào mà kiểu thích an coi quá chúng ta Thực sự chúng ta muốn đánh ăn an coi quá ấy. Thì mình vẫn nói với anh em là an coi thì nó cũng đang ở trong một cái giai đoạn Nó gọi là một cái vùng gom dài hạn rồi thì Anh em vẫn có thể vào 70% đến Odin thì cũng được, không có vấn đề gì Nhưng mà khi mà các bạn vào cái tỷ trọng vốn cao như vậy thì nó xảy ra một cái vấn đề đó chính là cái tài khoản, cái biên độ, cái sự biến động của anh em sẽ bị mạnh mẽ. Thì theo cá nhân của mình thì chúng ta cứ quản lý vốn thôi. Ừ, chúng ta cũng uh, mỗi người có một cái khẩu vị đầu tư khác nhau mỗi người có một cái mức độ chịu đựng rủi ro khác nhau thế nên là cái việc vào bao nhiêu phần trăm thì anh em tính toán giúp mình cẩn thận thì anh vẫn có thể phân bổ hai ba mươi đó anh em nào mà chơi mạnh tay hơn một chút thì có thể vào 50 mươi bảy thậm chí là ôn in cũng được nhưng cá nhân của mình thì khuyến khích mọi người đó là chúng ta quản lý vốn tại vì khi mà các bạn quản lý vốn thì chúng ta mới đi lâu dài được và chúng ta đánh nó mới yên tâm được ấy nhưng mà cũng rất là tiếc, rất là tiếc thì gần như là thời điểm ngày hôm nay thì Một số anh em mà để chúng ta có thể bắt được ăn coi cái giá hiện tại thì không có nhiều Tại vì đa phần người chơi và đa phần anh em Chúng ta follow ở các cái bên ngoài cộng đồng rất nhiều đúng không Thì gần như đa phần anh em và đa phần người chơi chúng ta vẫn đang đu ăn coi từ trên này cái tài khoản của anh em thì bây giờ nó vẫn đang ôm an coi và tài khoản đang bị Đạt cái mức chia khoảng 2 lần đến 3 lần Nó là một cái mức chia rất lớn Thế nên là tầm này thì thực sự rất là khó rất là khó trừ khi là anh em chúng ta có tiền chúng ta làm thêm vào thôi nhưng mà nhóm của mình là còn tiền nhé không những nhóm mình còn tiền mà nhóm mình lại còn có lợi nhuận để bắt thêm tại vì tính từ đáy lên đây nhá là nhóm mình đang dương khoảng hai ba mươi tính từ dưới lên đây đúng không thì có nghĩa là như anh em đang bị chia hai mà nhóm mình đang dương đấy có nghĩa là nhóm mình lại còn có nhiều tiền hơn để bắt cơ có anh em không có tiền để bắt thì rất là buồn rất là buồn tại vì thời điểm trước đây thì mình côn dòng dã anh em chúng ta cá nào ra chúng ta bảo vệ tài khoản nhưng mà thời điểm đấy thì anh em thậm chí là còn chửi mình rất nhiều anh em nói rằng là mình không biết đầu tư nhưng mà nếu như các bạn để ý thì chúng ta thấy một cái điều đó là, là mình đã từng côn anh em thoát hàng đây ca đào chốt lời đấy sau đó chúng ta lại vào hàng đây chúng ta lại bán ra đây sau đó chúng ta lại vào để chúng ta đánh lên thì thực sự là có thể là do các bạn chưa hiểu về cách đầu tư của mình hoặc là anh em là những người đầu tư mới thì các bạn có suy nghĩ như vậy thôi nhưng mà thực sự là nhóm của mình thì đang nhân khoảng 3 lần tài khoản này cộng thêm là sóng vừa rồi đang dương khoảng hai ba hôm trước khi mà thiện đạt đỉnh nó còn dương khoảng 30 mươi cơ thế nên là thực sự là nhóm nhóm của mình đang có lời và thời điểm này thì cá nhân của mình thì mình cũng đang dịch chuyển cái dòng tiền sang ăn đó thì cũng kỳ vọng là tháng 6 này có thể ăn nó sẽ có một cái nhiều hồi phục trong trường hợp mà nếu như thị trường nó không hồi phục ấy mà nó có những cái vùng giá tốt hơn thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta thu mua thêm Tại vì như thời gian trước thì mình có cái thu gom Bitcoin đúng không? Do đó thì mình có chuyển một cái phần danh mục từ Bitcoin sang Ancoin để mình uh, mua Ancoin à từ Bitcoin sau đó thì mình chuyển qua Ancoin. Đấy có nghĩa là mình bán uh, nếu mà anh em mà muốn chuyển đấy, thì anh em có thể bán Bitcoin ra USDT này. Sau dùng USDT để anh em chúng ta mua Ancoin. Đấy thì như vậy thì nó đỡ bị trượt giá. Và tất nhiên là mình khuyến khích anh em là chúng ta phân bổ vốn và chúng ta quản lý vốn thôi. Uh, trong danh mục tài khoản thì chúng ta nên có cả Bitcoin và có Ancoin thời điểm này nó là một cái mức mà theo như mình nó là một cái mức khá là an toàn trong cái thời điểm này về thời gian tới thì nếu anh em nào mà chúng ta muốn đánh ăn coi thì có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium nhé điều kiện tham gia thì hoàn toàn miễn phí thôi tham gia vào trong nhóm tín hiệu vip thì yêu cầu anh em chúng ta cần phải đồng điệu cái nối chơi cái tư tưởng đầu tư với mình thực sự là chúng ta muốn có một cái chiến lược chúng ta muốn có một lộ trình tối ưu nhất thì chúng ta mới tham gia vào à, còn anh em mà đầu tư theo kiểu vội vàng hay là bản năng hay là đầu tư không có trách nhiệm thì chúng ta không nên tham gia vào nhé nhưng mà nếu như mà thực sự anh em mà chúng ta muốn có một cái lộ trình muốn có một cái chiến lược thì chúng ta có thể đăng ký và nó có thể tham gia vào trong nhóm vip ờ, hiện tại thì cái phí tham gia thì vẫn đang được mình hỗ trợ và đang được ưu đãi mọi người rất tốt sau này thì cái phí thì chắc chắn nó sẽ tăng lên rồi nhưng mà hiện tại thì mọi người vẫn đang được hỗ trợ về cái mức phí tham gia cực kỳ tốt so với cái số tiền mà anh em bị mất đầu tư hay là so với cái số tiền mà anh em mà chúng ta ôm an coi thời gian vừa qua thì thực sự nó không đáng Thậm là nhiều anh em trong nhóm của mình thì khi mà chúng ta đánh đúng sóng ấy khi mà tài khoản anh em tầm 5 ngàn, 10 ngàn đô thôi Chỉ cần anh em đánh đúng sóng tháng vừa qua thì ta vẫn thực sự rất là tối ưu Đó thì anh em nào chúng ta đồng điệu cái nối chơi với mình Thì chúng ta mới tham gia vào Trong tối nay thì mình có một cái buổi zoom định hướng với mọi người trong nhóm VIP nữa. Thì khi tham gia vào thì mọi người sẽ nhận được tín hiệu an coi Và tham gia các cái buổi zoom định hướng của mình ờ, à, Đây là cái buổi zoom chia sẻ tầm nhìn cũng như tư duy với mọi người trong nhóm của mình cái tối nay chắc là khoảng 10 giờ nhé hay là khoảng 10 giờ thì mình sẽ zoom định hướng mọi người Thế là anh em ở trong nhóm của mình thì chúng ta có thể Có thể sắp xếp thời gian để chúng ta tham gia cái buổi zoom tối nay Quay trở lại với thị trường ngày hôm nay thì về cơ bản cái tổng quan chung thì mình nghĩ rằng là trong tháng 6 nó sẽ là cái thời điểm mà Bitcoin nó sẽ bị trứng lại Trứng lại cái đà tăng Thậm chí là Bitcoin nó vẫn có thể giảm sâu hơn về những cái vùng giá như là 64 ngàn thậm chí là thấp hơn là vùng 60 ngàn đô Nó cũng không có gì mà bất ngờ cả thì theo như mình là tháng 6 nó sẽ là cái thời điểm mà Bitcoin nó sẽ bị trứng lại cái đà tăng đó còn an coi thì cũng hy vọng rằng sau khi mà Bitcoin của chúng ta nó trứng lại như vậy thì an nó sẽ được hưởng lợi từ cái việc dòng tiền nó dịch chuyển sang nên thời điểm này thì mình cũng đang có kế hoạch ôm Ancoin rồi có thì hy vọng rằng tháng 6 chúng ta sẽ có một cái sự tích cực với thị trường cũng là với an coi mọi người nhé đó thì cái này thì tính toán phân bổ của anh em thôi mỗi người chúng ta có một cái độ mức độ chịu động rủi ro khác nhau nếu mà cẩn thận để an toàn này, Em có thể phân bổ cái tỷ trọng là 20-30% Đó Còn nếu mà anh em mà chúng ta chơi uh, Mạo hiểm hơn à, Chúng ta chơi gọi là Chúng ta chơi gọi là Chúng ta có thể bắt đầu chúng ta muốn này ăn coi rồi Thì là có thể phân bổ 50-70% Đó thì Nó cũng là một cái tỷ trọng mà theo mình là ok Nhưng mà tùy tính toán của mọi người thôi Mỗi người có một cái chiến lược khác nhau mà Đúng không Đấy Thì thời điểm này thì mình cũng nói là Mình đang phân bổ cái dòng tiền sang ăn coi mọi người nhé Ê, thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình update thị trường mọi người một chút và cái sóng này thì nó cũng cần thời gian nó chạy có thể nhanh nhất không phải mất 1, 2, ba tuần đấy anh em nhé chúng ta kiên nhẫn và chờ thôi và video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây hẹn gặp lại mọi người trong ngày video tiếp theo hai mọi người nhé